Mời hai bạn mở mặt nạ ra. À, bây giờ mình đã vào vị trí rồi ha. Tôi mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu lớn lên thật to thật rõ cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh giới thiệu, anh tên là gì, đến từ đâu? Em tên Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Thảnh. Nguyễn Ngọc Thảnh. Em đến từ Vĩnh Long. Rồi, năm nay Thảnh bao nhiêu tuổi, đang làm công việc gì? Năm nay em 33 tuổi, em làm công việc Mai. Mai? Bên đây mặt. Mai là Mai công ty hay là Mai gia đình? Em kinh doanh bên nhận hàng gia công về để lại cho tổ hợp Mai. À, mình chuyên về trang phục gì em? Dạ, nói chung tất cả các loại mặt hàng chị. Tất cả các loại mặt hàng luôn. Dạ. Hiện tại là mình đang ở đâu? Dạ, em đang ở Vĩnh Long. Rồi, cùng quê Tường ha, Tường cũng ở Vĩnh Long. Vĩnh Long có người miền Tây, người ta hào sảng, người ta ăn to, nói lớn lắm, xong thì Vĩnh Long gì không nói chuyện nhỏ xíu vậy trời ơi trời. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường. Đó, thấy người ta nói chuyện to rõ, đã dễ sợ không? À, chào anh bên kia. Em tên Ni, năm nay 31 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện tại em là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, em dạy cấp 3 và bộ môn vật lý. Ồ, cấp 3 vật lý. Mình đang ở dạy ở đâu em? Dạ, em dạy ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chị. Đầm Dơi, Cà Mau. Có lên Vĩnh Long chơi lần nào chưa? Dạ cũng có rồi. Có rồi, xuống Cà Mau chơi lần nào chưa? Dạ có chị. Ai nói Cà Mau xa lắm phải không? Gần xịt à. Rồi, cùng miền Tây, chắc là về ăn uống ẩm thực mọi thứ suy nghĩ cũng khá giống nhau. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Lại biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ, như biết mài. Biết mài. Dạ. Rồi điểm yếu? Điểm yếu của em hơi bị nóng tính. Trời ơi, gì mà nóng tính đó hả? Hơi bị nóng tính với biết uống rượu. Biết uống rượu? Uống ít thôi. Ít là bao nhiêu? Dạ, ví dụ như đi công việc của mình thì mình xã giao được uống được một vài ly với chị. Đi bia với rượu á. Uống một vài bia thôi, vài ly thôi. Dạ. Trời, tôi nghi ông nói xạo quá. Thì chị, tại vì công việc của mình thì nói chung thì giờ giấc của mình thì mình biết chứ vô công ty Mai thì uống nhiều đâu có được chị. Rồi, còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em cũng vui vẻ. Và đặc biệt là em rất là cá tính với lại độc lập. Nhưng mà thường là mọi việc công việc của em thì em tự giải quyết hết. Rồi. Điện nước ở nhà em cũng tự sửa. Cái gì? Điện nước trong nhà em tự sửa? Dạ, em tự sửa. Tại em sống độc lập nên cũng lâu rồi nên em... Vậy gia đình ba mẹ mình ở đâu em? Dạ, cũng làm ăn ở xa chị ơi. Ở xa là ở đâu? Ở Bình Dương. Là em ở Cà Mau một mình nên em? Nhưng mà quê là ở Cà Mau. Dạ đúng rồi chị. Rồi ở một mình có anh chị em gì không? Dạ anh hai em cũng đi làm luôn. Anh hai rồi. Nên em ở dưới. Một mình nên ở dưới là giữ nhà của ba mẹ đó. Dạ. Thế còn cái điểm yếu của em là gì? Dạ điểm yếu của em là cũng giống như anh bên kia là em cũng nóng tính. Trời. Cho nên nãy giờ em đang lo là nếu mà hai đứa mà nóng tính gặp nhau thì không biết cái nhà nó còn không. Lo cái gì, chị lo cho anh này hơn lo cho em đó. Ảnh nóng tính nhưng mà thấy anh nói năng nhỏ nhẹ không, anh chỉ biết mai giá và nấu ăn. Em nóng tính mà em còn quất luôn điện nước nữa trời ơi. Rồi bây giờ hai chồng nếu mà giờ nóng tính lên thì ai sẽ là người chiều ai? Thì bây giờ nếu mà bạn nóng tính thì em chịu thiệt chút xíu. Em chịu thiệt xíu phải không? Em nhường bạn giá. Ủa nha, có vũ phu không? Dạ không chị. Rồi tình trường thì sao, trải qua mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua một mối tình do người bạn gái thì không hợp ý ấy vậy nên chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng chừng 2 đến 3 năm rồi. 2-3 năm rồi mà mối tình đó kéo dài trong bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng chị. Rồi tới ba mấy tuổi quen có một mối tình 1-6 tháng đó thôi đó hả? Dạ tại vì công việc của em nên em đi tới lui hoài chứ em cũng lo công việc làm á chị. Nên em không có thời gian để quen bạn gái á chị. Rồi lý do sao chia tay cô đó? Tại vì không hợp ý nữa chị. Hợp ý là ý gì? Cô không hợp cái ý gì của em? Thì nói chung là bạn gái đó thì ham chơi quá nên nói không nghe thì em chia tay, hai đứa chia tay. Nói bạn gái không nghe? Dạ. Bạn gái nhiều tuổi? Lúc đó là bạn gái mới 25 rồi chị. Rồi bây giờ cô này thì cô này cô nói cô cũng không nghe đâu à. Cô này cổ độc lập lắm, cổ quyết cái gì cổ quyết luôn á. Mình phải nói sao thuyết phục cổ hợp lý thì cổ mới nghe đúng không em? Dạ. Thí dụ em đúng là em nghe. Đúng là nghe, dạ, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ gặp bạn gái mà yếu bóng vía quá rồi, hiền quá rồi làm sao mà bạn gái nghe lời được? Thì cũng phải thời gian chứ gì, cho thời gian trả lời chứ. Ủa vậy rồi trong công việc rồi làm sao em quản lý nhân viên? Dạ trong công việc thì khác chị. Khác là khác sao? Ví dụ bữa nay nhân viên làm sai hoài mình tức quá rồi mình làm sao? Thì nói chung là cũng có khi cũng hơi bị lớn tiếng một chút. Rồi mình cũng xuống có lại. Lớn tiếng luôn hả? Đúng rồi, bị lớn tiếng một xíu. Đâu mà ví dụ anh lớn tiếng cái cho tôi coi coi
Thí dụ giờ, bây giờ bữa nay Cát Tường vô trễ nào, vô trễ hoài, mày làm hư cái mẫu áo, ngày mai tới ngày giao bữa nay làm hư nè. Thì... lớn tiếng tôi nghe coi. Nói chung mấy người làm hoài, sai hoài thì sao được, không kịp hàng giao thì sao được. Nói vậy thôi. Vậy thôi đó hả? Cố gắng lên. Trời ơi, sao mệt ghê luôn. Rồi còn cô này, tình trường sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình chị ơi. Một mối tình thời sinh viên với một mối tình khi em đi làm. Mối tình mới đây là mình quen được bao lâu cưng? Dạ quen được 1 năm, sau đó chia tay. Lý do sao chia tay? Dạ lý do là tại vì công việc của ảnh không phù hợp ở dưới vùng quê đó, nên ảnh đi một cái nơi khác để cho nó phát triển hơn. À là ảnh xuống dưới Cà Mau. Dạ. Rồi ảnh mới quen em. Dạ. Rồi sau đó ảnh đi chỗ khác. Dạ. Bỏ em lại một mình. Dạ. Không lời hẹn hò. Tình yêu chưa đủ lớn. Rồi sau đó em buồn bao lâu? Dạ 2 năm nay thì em cũng không quen ai nữa. Lý do là sao không quen ai? Nhớ anh đó hả? Dạ không, em cũng hiểu như chị nói là tình cảm chưa đủ lớn nên em cũng không nhớ gì. Mà chắc tại mình chưa gặp được người phù hợp. Em muốn mẫu người lý tưởng là người như thế nào? Cái người mà em muốn lấy làm chồng như thế nào? Về ngoại hình trước đi. Thì rồi, em mong người đó không cần qua đi 6 múi. Làm gì có. Nhìn cao to, khỏe mạnh là được rồi. Khỏe? Dạ, nhìn khỏe mạnh là được rồi. Với rồi. Lại cũng biết chơi thể thao được chút xíu. Có chơi thể thao không? Ít chơi. Ít chơi lắm hả? Đó giờ không có tập thể dục gì luôn hả? À, nói chung cũng có nhưng mà ít như vậy. Tại công việc đi làm về trễ là thì mình ngủ về sáng đi làm tiếp thôi. Nhưng mình nghĩ mình có khỏe không? Dạ khỏe chị. Khỏe hả? Dạ. Rồi. Dạ. À, còn về tính cách thì em hy vọng là người đó có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ. Và đặc biệt là chung thủy vậy là được. Cái đó được em. Được hả? Cái đó được đó em. Tự tin luôn hả? Rồi. Điều gì mà em không thích nhất ở người bạn trai? Là hút thuốc chị ơi. Tại có. Em không chịu dạ. được mùi thuốc lá. Dạ em vậy là có uống chút rượu bia thôi nhưng mà thuốc lá thì không. Dạ. Hên quá. Được rồi ha. Rồi vậy còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Thì nói chung ngoại hình dễ nhìn là được. Cụ thể mắt dạ. mũi miệng cao thấp ăn bận hay thì gì đó là... cái gu của em sao? Nói chung cao á thì chừng 1m60 đến 1m65 là được. 1m60 được. Em cao mét mấy? Dạ em có 1m59 rồi. Thôi được rồi, có 1m60 rồi đó. Rồi trả giá bớt phân nó thách đi. Rồi. Dạ. Dáng người thì cũng thon thả là được. Thon thả, dạ. có thon thả luôn. Có gì dạ. nữa không? Tóc dài. Tóc dài, có tóc dài luôn. Gì nữa? Nói chung biết hiểu nhau là được. Biết hiểu nhau chia là sẻ, được. Quan tâm. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Dạ, cọc cằn. Cọc cằn. Dạ. Cô này thì cũng không cọc cằn. Nãy giờ nói chuyện này cũng không có cọc cằn nhưng mà cũng hơi nóng tính thôi. Dạ. Chút xíu nữa các bạn sẽ mình xem cái thử rồi mình trao đổi mấy cái vụ nóng tính coi nóng tới cỡ nào như thế nào ha. Trời ơi, ông đưa tấm hình của 50-50 vậy thôi đó hả? Tại vì dễ đơn giản quá vậy, có hình không em? Tại vì em đi làm về, chở bạn đi làm về chung á, rồi em đưa về nhà. Rồi, hãy lựa chọn xem, hãy tìm xem ai trong hai anh đó em thích anh nào, chị gả anh ấy. Còn em, 4 cô nàng này chọn cô nàng nào? Chọn ra cho em dễ quá mà có 2 sự lựa chọn hả? Dạ, chắc anh này quá. Rồi, sao không chọn anh kia? Anh kia thấy lớn tuổi như quá. Còn vậy hả? Vậy là anh chắc này trẻ, không phải. Trẻ hơn hả? Rồi giữ nguyên đi, lát chị gả cho. Người này. Người nào? Tại sao chọn người đó? Em cười tươi. À cười tươi quá chọn hả? Dạ. Rồi giữ đi, lát nữa tôi kiếm cô đó gả cho. Ừ. Rồi bây giờ mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán mình nha. Dạ em tên Lê Thị Hiếu Linh, đến từ Bình Phước. Em làm công ty chị. Làm công việc gì em? Dạ em làm công ty về da. Ờ. Nay có đang làm không? Dạ bên em đang hiện tại đang nghỉ thứ năm. À, rồi bây giờ mình nói đi, mình nói điểm mạnh điểm yếu rồi đường tình duyên của mình như thế nào đi nè. Dạ, điểm mạnh em là đi làm từ thiện. Điểm yếu em là em dễ tủ thân đó chị. Ừ nói đi, điểm mạnh em nói về bản thân em đi, em là một người như thế nào? Dạ em là trung tình. Ừ. Sao biết trung tình? Sao biết trung tình? Chắc chưa? Tôi còn không dám nói câu đó rồi mà nó dám nói. Chắc chưa? Chắc hả? Ừ, tự tin lên em, mình đi kiếm người yêu mình phải nói mình trung tình là đúng rồi. Rồi gì nữa, có tật xấu gì không? Ghen tuông hay là gì không? Dạ
Không, là em không có ghen tuông chị. Đâu yêu ai đâu ghen. Đúng không? Không là vậy là rồi có tật xấu gì không? Càm ràm khó chịu gì không? Hay ngủ nướng chị. Rồi gì nữa? Đó em thì hay ngủ nướng, cũng hay vu vơ chị. Rồi rồi được mấy người yêu rồi? Dạ mối tình chính thức thì mới được hai chị. Được hai rồi sao mà chia tay vậy, kể nghe mấy cái mối tình đó coi. Linh là do hồi em còn đi học nên quen rồi không hợp, thì đến lúc mọi đứa người đi học hết thì chia tay chị. Rồi còn mối kia? Thứ thứ hai thì quen quen kiểu là bạn bè, rồi đến lúc người đó kêu không hợp nữa thì chia tay. Rồi muốn tìm người như thế nào nè? Ngoại hình bạn đó làm sao? Mô tả đi. Dạ, người đó muốn người đó hả? Em dễ lắm, chỉ cần người đó biết thương yêu gia đình và biết lo lắng cho người mình yêu là được. Cần rồi, quê quán tuổi tác thì sao? Dạ, tuổi tác thì khoảng chừng 37 tuổi trở lại chị. Trời ơi quá trời luôn, có cái người này quá hợp với em luôn nè. Mà nếu mà được á, em có đi ghi hình được liền không? Dạ được chị. Được không? Chắc không? Có chắc đang có người yêu không đó? Có đang có người yêu? Chị đang em thấy em mô tả là nhân duyên em tới luôn rồi đó. Tới tới số luôn rồi, tới công chuyện rồi đó. Dạ được Tại vì chị. Có bạn này rất là giống như em mô tả luôn nè, rất là dễ thương. Em có muốn về quê không hay là em ở đây? Dạ được, nếu mà hợp thì em tùy hai điều kiện hai bên. Rồi, rồi bây giờ em quê ở đâu vậy? Dạ, quê gốc em miền Trung, ở Quảng Trị chị. Rồi có định về miền Trung không? Dạ, quê gốc đó ở đó thôi chứ em có miền Nam, ba À. với ba mẹ Việt Nam đặt Ba gì mẹ bây đâu. giờ đang ở đâu? Ba mẹ đang ở đâu? Dạ Bình Phước chị. Ừ, vậy mai mốt đi ghi hình nói đến từ Bình Phước nha. Quảng Trị thì thôi, không có ở đó, hộ khẩu không còn nữa thì mình dẹp qua một bên. Nha. Dạ. Gặp đồng hương Quảng Trị gì đó thì mình có thể mình nói ừ mình cũng gốc ở đó nhưng mà mình không ở đó thì mình nói ở trong này đi để mà văn hóa rồi người ta thấy nó giống nhau ha. Dạ. Ừ rồi thôi bây giờ có đồ quần áo đẹp đồ thường đi chơi mặc cái gì em? Dạ có đầm váy chị. Ừ đó cũng dữ dội lắm nè. Rồi nếu mà ghi hình á thì chương trình sẽ lo cho em phần make up, em chỉ đi thôi tới nơi thôi rồi quần áo em mang theo cho thật đẹp. Rồi có người thân gì ở đây không để đi cùng với em được không? Báo thông tin chị. Chắc À vậy có. hả? Ừ. Còn gia đình thì mấy anh chị em rồi rồi mọi người giờ ở đâu làm cái gì? Nhà em được hai chị em. Em của em thì đã lập gia đình và đang ở Bình Phước luôn chị. Ừ. Rồi em nấu ăn đồ được không? Linh. Nấu ăn cũng không ngon bằng tay nhưng mà cũng tạm tạm được chị. Trời ơi, nấu cho hai vợ chồng em ăn thôi đó, khỏi cần nấu cho ai hết trơn á, ăn được không? Dạ được hết chị. Ừ. Rồi em làm công nhân là hồi trước em học là em học tới lớp mấy em nghỉ hay là như thế nào? Em học hết lớp 8 nghỉ chị. Rồi sao vậy? Sao lúc đó nghỉ vậy? Dạ tôi có cho em tiền khó khăn đó chị. Ừ. Rồi đi làm từ lúc lớp 8 luôn hay là sao hay ở nhà phụ gia đình? Dạ em mới làm cấp 8 luôn chị. Ừ. Em làm việc ngoài rồi đến lúc đủ tuổi rồi mới vô công ty. Rồi đúng rồi. Ok em. Thấy sao 25 tuổi rồi đó nha. Mà thấy có vẻ cũng nhát hả? Có nhát không? Dạ do má chuyện trên điện thoại anh thôi nhé. Ừ. Nhưng mà ý là xưa giờ có nắm tay bạn trai đồ này kia chưa? Đã biết chưa?
biết mùi trai chưa? Được rồi, dắt. Rồi phải không? Biết mùi trai chưa? Chị hỏi thì chị kiếm cái người phù hợp cho em mà. Được rồi Mạnh mẽ. Rồi phải không? Ừ. Thích không? Thích trai hay gái hơn? dạ thích cho chị. Ừ, được. Rồi ok, thôi chuẩn bị đi. À, để chị coi cái ngày ghi hình mà gần nhất á, là có thể là cái ngày nào quên mất rồi. À, ngày hôm mấy tây tháng 6 đó. Ừ, ngày hôm 2 đó em đi xin nghỉ nghỉ làm đi ngang để mà đi ghi hình đi nha. Dạ Đó, sắp xếp đi. Trời ơi, nhân viên tới rồi, đỡ không kịp đâu. Rồi, cảm ơn Linh nhiều nha. ok. Ừ, rồi, chào em.